À, chào mọi người. Bữa nay có nhóm của anh Hoàng về chơi. Thì hôm nay hồi nói của con có anh Hoàng. À, đại tháng, lộn, xin lỗi anh em. Bữa nay đại tháng con anh Hoàng. Nó bỏ có tháng đi. Đây thì đang xuống xuồng trải nghiệm vô vuông của đám này chơi. Ê, cái máy thiệt điện chưa? Ồ, trước tôi lôi nước chịch. Không, bây giờ thả tôm rồi. Thả tôm không được xem anh ơi. Thả tôm rồi đâu. Bây giờ mày nghiên cứu. Để cho thế đi. Cho. Để lấy cái miếng dán này qua đi. Khoan ơi. Đừng mà động. Đậm đó. Mình gắn cái sườn nhỏ mình lòi biết sao đi. Thấy rung rung rồi đó. Đứng ra đầu đi, lấy miếng dán ra đó, bỏ qua này. Nó nhẹ. Nhẹ đúng rồi. Lấy miếng dán nó bỏ qua này là qua. Rung rồi đó. Ê, mẹ ơi. Nó chém một cái. Mẹ ơi. Nhưng mà chưa giật mà. Nên tao mà nó đưa vô cá một. Gãy ngón tay luôn. Cá rồi nha. Còn chút xíu về nhà mình nhậu, còn bây giờ mình nhậu chút nữa ngoài chợ. Ok. Nha. Hứa mà đi bắt cá không mình nhậu tiếp. Cá rồi về. Ok. Mình ra ngoài. Ở ngoài đó. Không ai chở về té nhậu. Ở ngoài đó đang đã thở thể hả? Thể hay càng ở ngoài đó. À là số anh. Số. Bây giờ là mình đi bắt tôm. Được như tháng. Bây giờ nè. Bây giờ mới thả khoảng một tháng là gần là một tháng khoảng tháng thả. Bây giờ hỏi chú ba lục bình này, chú ba lục bình chết sống chứ chết bơi đừng quay anh nha. Để không để không quay được để lên chảnh lấy đúng không? Để anh chơi đâu có bỏ tiền túi không ở đâu đi rước kìa. Nè em nói chuyện với người này. Lại về đám này đi. Dạ. Hỏi bơi tới đâu rồi? Dạ alo. Đang đâu vậy? Tới bà này nữa. Đưa bơi con bác bình. Dạ alo. Đưa con bác bình á. Rồi đủ xăng. Gì? Quay được có cái máy không ba? À, đứng đứng cái đợi đi, đứng cái đợi nha. Lấy cái giọng không nha. Trời á, Hoàng. Hoàng, chúng ta mới quay đúng được ba nữ rồi không quay ai. Ai người chầm ẩm. Ngon hả? Nó điện qua này nha má. Nhúc, lúc sức, lúc sức. Đừng manh động. Đi giúp màu xanh mới chịu à. Hai chiếc ly. Khép cái háng lại. Mình phải khép cái háng lại, đường chi nó thấy. Cái máy mình mới chịu á. Lại cho mới lẹo là... Bóc toàn á. Đây nước mặn chứ ta. Cho máy 17 triệu nha. Nước mặn á. Mặn hả? Thôi. Bơi luôn hả? Bơi tay đi, để không nghe thợ xong không có trà máy rồi. Ở gần nhà tôi. Ở gần. Rồi, cảm ơn anh Vũ Chi Trinh. Ngày nay không ghé được. Cảm ơn anh chị nhiều. Được gửi cho con em nha. Ngại quá, kỳ lắm luôn rồi đó. Nha, anh Vũ Chi Trinh ơi. Đó lục bình luôn rồi kìa. Vậy là không đi thôi đi. Trời ơi, mới đề máy được xíu, chạy được xíu hết rồi, chưa lấy được. Rồi, ok. Không đi rồi. Gì vậy? Chú ba dễ gì không đi? Không biết chỗ, nói không hiểu. Rồi chạy gước luôn đi, tắm lại. Chạy lên. Không nào không đi rồi. Chạy lên xuống dưới cái ổng luôn đi. Gước đi, hậu à. Nè, qua nè. Gước đi. Đủ quay hoài. Từ từ hơi bắt lại. Đây. Dùng đốc bắt đạt nha. Từ từ hơi nha. Nguy hiểm quá. Lên. Ông này không đề má đâu đó, ông quạt cái tẩm luôn á. Nè, em ghi quay anh Chí nhìn. Chở vô lục bình luôn, đuổi vô lục bình luôn. Ê, trên sau chung nè. Còn đi vô sức. Ngồi vô đi trên sau chung nè. Ngồi rồi phía sau xíu. Xích về phía sau xíu. Rồi. Nhìn như mới quay rồi.
hôm nay tụi em là có hoàng về, hôm nay là đám đại thắng có hoàng quay qua ổng rồi, ổng đang đứng kìa, lên trên luôn em chơi ngon lại chơi chảy mấy đứa nay liều mạng đứng nha, không biết bơi nha. Thở bơi không, giờ bơi không, không biết bơi. Em thấy cái mồi nó kỳ kỳ quá. Im còn ngay là ông mồi có bơi một rồi nó chạm hỏi luôn. Chết. Ôi má ơi. Chị nào mới tới? Tới phim mới về nhà. Đang cầm cái nước này nó ngứa lắm á. Giờ xuống biết sao xíu. Anh nó đỏ hả? Ông Châu á, ông cự lộn gì nè. Thì anh nó đỏ đó. Nó già rồi, mày quen hoài anh già. Đâu rồi? Mày đang đâu? Giật lại một thư phải không? Rồi, ok ok. Tại thuốc nắng trời. Ông hồi nãy đề máy được xíu là hết rồi. Kệ đó, y như hồi đủ. Cả mình vừa vô lấy xe là ông vừa hết xăng á. Đường biển nó gần hơn đường bộ. Quỷ hoàng. Thấy không? Thấy nó nhẹ liền đó. Quỷ hoàng hấp cái một mình mấy cái kẹp luôn. Mày ơi, tình hình thế nguy hiểm. Quay cái lưng không quay lại gì ba. Cái này luôn là lên đây. Ở đây đi học gì không? Rồi. Rồi. Ok rồi. Để nó không? Ôi, mày ơi.
trước rồi. Nhưng mà em hồi hộp quá. Em cứ anh chạy mà hồi hộp không. Gỡ gác cái đây. Ừ, gỡ gác cái. Chạy rồi là nhớ không? Máy vô chạy. Chạy gỡ hư đi, chạy. Nhậu với chú nè con. Từ nãy giờ không được đích ôm, mẹ tới bụng thấy mẹ luôn anh. Đi 2 tiếng một rồi. Đi đâu chạy người ta đây mà hỏi vậy? Ờ, tao ngồi trên xuồng mà mình đâu. Chú ba mày con nổi với mày. Này chở đi chém vô thôi. Tôi nhảy đây. Gì? Mẹ đứng ơi chết tiệt với mẹ. Rớt cầm ra buông ơi. Buông cái tay ra. Nhảy ra không rồi. Nhảy sao? Đụ má đứng giữa xong nhảy ông nhảy đó về cái gì không? Cắt lỗ xong luôn bây giờ mình tới đâu? Cái là gạt ông tin. Rồi, chua. Tao nhảy cho mày coi nè, tao nhảy độ hip hop luôn nè. Đâu. Hư. Au. Cái là đủ má hai mà tới chung không ngồi đây. Im. Bây giờ mày giỏi mày đu ra. Hả? Mày đu dưới ra tao mới tin gãy. Nó gãy. Không đu dưới ra. Đủ má qua. Ông coi, tao đưa cho ông coi. Đủ má tao đưa cho ông coi nè. Đu đây gãy không được. Coi đi. Đưa này qua đây. Đây khoan. Rồi. Để tôi đu. Rồi. Bỏ bà đi. Bỏ bà đi. Không, này không có sao. Rồi. Bình thường à, có gì đâu, cái này có cái được nha nhớ ơi. Cái này được. Đu tôi coi ơi. Đâu, hay mà hay lắm. À. Hay lắm. Nè, thấy không? Đu cái kia kìa ông nội ơi. Cái nào? Cái này hả? Ờ, đu cái giữa. Gãy. Để tôi. Gãy. Cắt đồ tôi đu cho ông coi. Rồi. Gãy, không được. Gãy. Hay lắm, hay lắm. Súng lên con qua là bên. Rồi, đu dưới kìa. Đu dưới gãy. Má tôi đu nè. Rồi. Cho thằng nhớ nó đu. Tôi lên cho thằng nhớ nó đu. Không có gãy đâu.
không rẻ đâu. Tại chơi. Dạ, yeah, con qua là mình giỏi. Đâu, đu tôi coi coi. Đâu đâu đâu, tao đang quay nè. Đó. Rồi. Rồi, đu coi. Đủ có lộn chứ mẹ. Đu đi, gác đu đi em. À. Rồi, đúng. Đủ máu nước luôn. Ừ. Ai kéo lên đây? Không, không có ai kéo lên hết chứ. Không có ai kéo lên mày hết chứ. Đâu, mày làm sao coi? Đặt cái lực quy đách coi. Đi. Không. Không có kéo. Để tao ra. Không có kéo. Cố ca là hút chợ không kéo. Cái gì hút chợ xíu. Bỏ nó xuống luôn. Không có chợ gì vậy. Mèo mèo. Nó cũng như người đó thôi. Hay lắm. Hay lắm nha ơi. Mày hém nhớ, còn hai nữa rồi nhớ. Đây, tới con qua là mình. Ê, 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 ê. Đó, ê, tới con qua là mình. Ê, đúng. Hay quá, con là mình ơi. Đúng, lên luôn. Lên luôn nè, thấy không? Lên luôn nè. Ông hai được không? Đâu, con là con mình. Lên luôn, đứng lên luôn. Đây. Không, câu qua luôn phải đứng lên luôn. Đây, bây giờ thách thức giữa câu qua là mình và thằng nhớ. Hai thằng đang đu giống. Thôi, thằng nhớ đã gớt rồi. Còn câu qua là mình đang đu. Chưa lên nổi nữa. Đây, con qua mình lên không? Ê, cậu vũ cho câu qua là mình. Biết lên nổi không? Đang đu đây. Đây, đụng nước rồi. Đụng nước rồi, vẫn thua. Nhưng mà hơn nhớ. Chưa à? Má mà chậm hơn nó còn chết luôn á. Hơn nhớ không? Rồi. Thử đánh sao? Nhớ lên về đi. Lên về nè. Chưa, tức quá, tức rồi. Còn lao quá. Bây giờ thử đánh sao? Tắm hơi lạnh lẽo cho chạy xe giữa ngập hết trơn á. Nghe ta. Giờ thử đánh sao? Chưa hả? Mày chậm nước thôi, nó đụng nó lạnh á. Ê, bây giờ rồi, thằng nhớ, thách thức lại lần thứ ba. Có ok không? Còn tôi này 7 lần rồi, tôi thua. Tôi chấp nhận tôi thua. Rồi, ok. Đu lên. Đây, đây, nhớ, đang giành pha. Đây, đang. Đây, đó. Đây, các bạn thấy đó. Đó, nhớ, rồi, đu. Đi vô lên. Đu lên được cái cầu không? Tu lên cái cầu, rồi, vẫn thua. Quá, mày hơi gớt á. Vẫn thua. Vẫn thua luôn. Không chinh phục được. Không chinh phục được. Rồi. Cậy. Rồi, chấp nhận thua chưa? À, thua phải không? Thua rồi, ok. Rồi, tắt máy.